Xin chào các bác nhé. Hôm nay thì bên em về được rất nhiều những mặt hàng, đây từ những đôi loa, các thương hiệu rồi đến các sản phẩm vang, đẩy, mic. Thì bên cạnh đó cũng về được một số những mặt hàng mới và em sẽ giới thiệu tới các bác luôn. Đây là một con vang FX9 Plus và là ngoại một Trung Quốc. Đấy, bên cạnh cái mặt hàng chính hãng mà em vẫn cung cấp cho các bác, thì đây là về được hàng ngoại một, giá sẽ êm hơn so với hàng chính hãng nha các bác. Đây thì em sẽ mở hộp cho các bác xem ở bên trong con FX9 này. Đấy, thì ở bên có ở trong nó sẽ được bao quanh là xốp rất là cẩn thận. Đấy, thì phụ kiện đi theo là cũng gồm có một dây nguồn rời là một tô vít anten. Đấy, đây thì em sẽ cho các bác xem chi tiết về con FX9 Plus này. So với bên ngoài thì gần như là nó giống nhau so với hàng chính hãng. Đấy, sẽ có tem này, mác đầy đủ này. Đấy, các tính năng của nó vẫn được giữ nguyên, USB cộng quang Bluetooth. Đấy, màn hình nét rất là riêng của FX9 Plus. Tiếp theo thì em sẽ quay thật chậm cho các bác để xem chi tiết về con vang này. Đấy, công tắc sẽ là công tắc ở bên phía trước để cho các bác tiện bật tắt thiết bị. Rất nhiều bác là thích cái điểm đó của con FX9. Dây nguồn sẽ được cắm ở phía đằng sau này, và đằng sau thì có các cổng out và cổng in, cả hoa sen lẫn cá lông, có cả cổng mic cho các bác cắm. Đấy, rồi thì lên phần trên, lên phần trên thì ở phía lắp thì cũng được dập chữ LEC rất là riêng, một cái thiết kế rất là riêng của LEC qua các bô đen từ FX8. Rồi thì bây giờ em sẽ cho các bác xem cái phần nội thất của con FX9 hàng loại 1 này, xem nó có chất lượng không. Đấy, thì linh kiện nó chắc chắn là linh kiện dán rồi, nó sẽ được làm giống hàng chính hãng. Bo mạch này tất cả đều là linh kiện dán và có vị chống hú. Đấy, vị chống hú đây là cái vị nhô nhô lên kìa. Đấy, tiếp theo là nó sẽ có cả những cái tem QC LEC của nhà sản xuất. Đấy, một hộp. Tiếp theo thì em sẽ chỉ cho các bác một số điểm để nhận biết về hàng chính hãng và hàng loại 1. Thì đây, cái tấm nhôm của hàng loại 1 nó sẽ dày hơn. Đấy, và một điểm nữa đó là cái phần bắt ốc. Đấy, các bác lật ngược con vang đây, thì đây là con hàng chính hãng này. Đấy, nó sẽ có 4 ốc như thế này bắt vào nguồn, còn hàng loại 1 nó chỉ có 1 ốc như này thôi. Đây, các bác để ý kỹ cho em nhé. Đấy, kể cả FX8, FX9 nó đều có 4 ốc nếu là hàng chính hãng, còn hàng loại 1 nó chỉ có 1 ốc như này thôi. Đấy, thì các bác đặt hàng nào em sẽ gửi cho các bác hàng đấy, nên các bác yên tâm khi đặt hàng tại Huy Hoàng nhé. Và ở đây em cũng xin kết thúc video. Hẹn gặp lại các bác.